Thưa các bạn, chương trình gần đây của chúng tôi về việc là tòa án Mỹ ra phán quyết là bắt giữ tỷ phú Adani của tập đoàn Adani tại Ấn Độ. Mặc dù công ty của Adani là hoạt động hoàn toàn tại Ấn Độ, các cái sự kiện đều diễn ra tại Ấn Độ. Thế nhưng tòa án Mỹ thì buộc tội rằng là công ty đã có những cái sự lừa dối nhà đầu tư Mỹ, rồi vi phạm những cái quy định của pháp luật Mỹ. Thì chúng tôi nhận được rất nhiều những cái phản hồi và rất nhiều những cái quan tâm, đặc biệt những người mà làm quản trị của công ty. Vâng. Đấy, thì đây thực sự đây chính là vấn đề về quản trị công ty và đặc biệt là quản trị những công ty đại chúng. Thế nhưng ở Việt Nam mình thì có rất nhiều các loại hình công ty khác nhau và chúng ta mở cửa nền kinh tế khoảng độ 35, 40 năm trở lại đây. Các doanh nghiệp lớn hầu hết xuất phát từ những công ty mang tính chất là công ty gia đình. Vâng. Đấy. Thế thì có những bạn hỏi rằng là nếu em công ty gia đình thì em sẽ phải ứng xử như thế nào? Và đặc biệt là công ty của em thì quy mô rất lớn và làm việc với các cái thị trường lớn như là Mỹ, châu Âu rất nhiều. Không chỉ những cái comment ở trên cái clip đó đâu anh Long. Ừ. Thực sự giờ trong cái quá trình tôi quản trị gia sản cho các khách hàng của tôi thì chúng ta đều nhìn thấy một điều, đó là cái thế hệ thứ hai ấy, hoặc là cái thế hệ thứ nhất ấy, đều có một cái vấn đề về hiểu thế nào là quản trị. Tôi nghĩ rằng là đầu tiên thế nào là quản trị và quản lý này, và làm sao để có thể biến một công ty gia đình trở thành một cái công ty đại chúng, và làm sao mà phát triển cái gia sản của họ. Tôi nghĩ đây là một cái vấn đề là rất là mang tính chất đương đại, tại vì chúng ta đều thấy rằng là từ năm 86 khi mà chúng ta có một cái công cuộc đổi mới thì đến nay đã khoảng hơn 40 năm. Và một thế hệ những người khởi nghiệp ban đầu đã bắt đầu chuyển sang cái độ tuổi mà tôi hay gọi với cả các bạn ấy, là từ 65 đến 80 là bắt đầu phải tính cái chuyện chuyển giao gia sản rồi. Thì tôi nghĩ đây là một cái chủ đề rất hay anh Long ạ. Vâng, chủ đề của chúng tôi ngày hôm nay là quản trị công ty. Quản trị công ty gia đình với quản trị công ty đại chúng là như Vâng. thế nào? Chương trình đào tạo CMA Australia, quản trị và tài chính chiến lược. Trực tiếp đào tạo bởi giảng viên Long Phan, CMA Australia bao gồm hai nền tảng chính: quản trị chiến lược tinh gọn, quản trị tài chính chiến lược. CMA cung cấp kiến thức thực tiễn dành cho nhà quản lý tại Việt Nam. Vâng, với khán giả của kênh Tài chính Kinh doanh và thậm chí cả tôi nữa, đôi khi mà chúng ta dùng những cái thuật ngữ như là quản trị và quản lý thì đôi khi là tôi cũng rất là mơ hồ. Vậy anh Long có thể chia sẻ giúp tôi thế nào là quản trị công ty được không ạ? Quản trị công ty ấy, nó đến từ tiếng Anh là corporate governance, và cái Vâng. từ governance ở đây nó khác với từ management. À. Đấy. Người Việt Nam mình thì hay dịch từ governance là quản trị. Ừ. Đấy. Cụ thể đây là quản trị công ty là một cấu trúc để định hướng và kiểm soát công ty. Vâng. Nên là chúng ta hình dung là công ty nó giống như một con tàu Rồi. ấy, đi trên cái đường ray tàu hỏa đấy. Rồi. Thế thì quản trị công ty là giúp là công ty này đi đúng hướng, định hướng Ừ. và kiểm soát để nó đi không chật đường đường ray. Rồi. Đó. Và muốn làm như thế thì phải điều tiết được lợi ích của tất cả các bên có lợi ích liên quan, từ từ cổ đông này, chủ sở hữu này, cho đến chủ nợ tức là ngân hàng này, đến nhà cung cấp, cơ quan quản lý nhà nước, người lao động, khách hàng, rồi vân vân, rất nhiều những cái bên có liên quan khác, để làm sao cho công ty hoạt động một cách hiệu quả, đi đúng hướng Ừ. và tránh rủi ro chật đường ray. Vâng, tôi thấy cái ví dụ này rất là hay đấy. Tại vì trên một cái chuyến tàu có rất là nhiều người, và ví dụ như là một con tàu có thể đi ra rẽ ra rất là nhiều hướng. Thế thì cái người lái tàu ấy là cái người tư, như vậy là họ sẽ là cái người quản trị công ty, và Đúng. họ sẽ quyết định là nên vào ga A cho mọi người đi xuống biển để đi nghỉ mát, hay là đi sang ga B để Đúng. mọi người có thể đến một cái thành phố mà đi đi shopping. Thì cái việc đó là quản trị công ty đúng không Đúng. Đây chúng ta có thể nhìn thấy này. anh Ở Long? phần tam giác phía trên đây chính là quản trị công ty. Vâng. À, nó sẽ liên quan đến người về hội đồng quản trị. Thì cái phần trên này làm gì? Chúng ta nhìn cái mũi tên từ trên xuống dưới góc bên kia, Rồi, định đây tức hướng. Đấy, như anh à, Tuấn vừa nói tức là đi đâu, đúng định không? hướng này, nguồn lực Và giám sát. và giám sát. Giám Tức sát để là xem là đoàn tàu có chệch hướng hay không đúng không anh cho tôi đi đến đến chỗ nào anh? là định hướng, tức là đưa về mặt chiến lược, Ừ. Vâng. thì anh phải cho tôi tiền, cho tôi nhân sự, tức là Rồi. cung cấp nguồn lực để tôi đi đến đấy, và Rồi. giám sát là đừng đi chạy đường dài, Vâng. được chưa? Thế còn bên dưới là quản lý, Ừ. tức là liên quan đến ban điều hành, ban giám đốc quản lý, À. trên là liên quan đến hội đồng quản trị nếu mà những công ty lớn, thì ở dưới sẽ là thực thi và giải trình. Giải trình tức là mình phải báo cáo lên cho người ta, Vâng. đúng không?
Tôi là hay bị nhầm ở cái chỗ này anh Long, tại vì cả hai đều có chữ quản. Nếu Đúng. như bây giờ chúng ta chuyển sang tiếng Anh thì anh vừa nói ở trên đây là chữ G, là Đúng chữ ạ. governance, thế còn ở dưới sẽ là chữ M, Đúng ạ. management, đúng không anh Long? Vâng. Và như vậy thì chúng ta cũng giống như rằng là đây sẽ là đứng đầu hội đồng quản trị, sẽ là chủ tịch hội đồng quản trị, Rồi. thế còn đứng đầu ban giám đốc này, quản lý cấp cao, là đứng đầu ban điều hành sẽ là tổng giám đốc. Và tôi là tổng giám đốc thì trách nhiệm của tôi là theo cái định hướng đó tôi phải thực thi, và nếu mà tôi làm cái gì thì tôi sẽ phải giải trình, Đúng. được không ạ? Dạ. Và nhưng mà anh Long có thể nói qua một chút về cái sự giao thoa ở đây không Đó. ạ? Tức là ở đây nó sẽ có cái giao thoa, nó là cái chiến lược. Và Đấy. Thì ở trên thì đưa ra một chiến lược, như là định hướng. à, tức Nhưng, là đó. đi đến đâu nhưng mà phải có người làm, đúng Đúng rồi. không Thế còn ở anh? dưới thì là anh thực thi chiến lược. Và Đấy, hai cái đấy nó phải gắn với nhau. Và hai cái này thì xét cuối cùng, thì đưa con tàu doanh nghiệp đến đúng nhưng mà anh Long ạ, khi anh nói đến công ty gia đình đích. ấy, tôi thì tôi tiếp xúc với rất là nhiều ông chủ, hình như ở Việt Nam ấy, hoặc là tôi không biết rằng là ở trên thế giới có những, đúng không, là những người founder của một cái doanh nghiệp gia đình, hình như là họ làm cả hai vai, đúng không? Đúng rồi. Và Đấy. Và chúng ta sẽ nhìn về, nếu mà xét trên góc độ sở hữu thì chúng ta có một số các loại hình. Đây, vâng quản trị công ty nhưng mà công ty gia đình nó khác. rồi Đây còn có một loại nữa là hợp tác xã. Hợp rồi tác xã là các xã viên ngồi với nhau. rồi Đấy. Có những hợp tác xã trên thế giới rất lớn. ừ Ví dụ hợp tác xã cô gái Hà Lan nó có 1.000 xã viên, 10.000 xã viên. vâng Đấy, rất lớn. Những tổ chức phi lợi nhuận này, những đơn vị công, hành chính sự nghiệp và công ty đại chúng. Và rồi cái mà chúng ta cần quan tâm đó là công ty gia đình và công ty đại chúng của chúng ta. Vâng, Đấy. tôi sẽ nhìn thấy phía bên tay trái, đây chính là cái loại hình sở hữu. Và mỗi cái loại hình này thì nó sẽ có đặc thù khác nhau. Vâng. Và đặc thù của quản trị công ty gia đình sẽ phải tập trung vào thiết kế vận hành hoạt động kinh doanh. Thế Ban còn đầu tôi, là như vậy. vâng, quản trị công ty đại chúng sẽ là phải định hướng và kiểm soát, đấy là cái hệ thống quản trị, đúng không anh? Vâng. Đấy, nhưng mà nó sẽ bao giờ quay trở lại một bước là chúng ta bao giờ cũng đủ tất cả những cái kia, định hướng, nguồn lực giám sát, thực Vâng. thi và giải trình. Đó. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem sự khác nhau giữa hai cái quản trị công ty mà chúng ta quan tâm là quản trị công ty gia đình và công ty đại chúng. Đấy, Vâng. chúng ta có định hướng này, nguồn lực giám sát, thực thi và giải trình. À, Đúng chưa? rồi. Tôi lấy ví dụ đi. Giả sử như là tôi là một công ty gia đình, tôi làm ông chủ đi. Nguồn lực thì chắc là chỉ là ví dụ như là nhà tôi có cái cửa hàng thì tôi chỉ hoạt động ở cái cửa hàng nhà tôi thôi, đúng không ạ? Và tại vì là của tôi nên là tôi giám sát, kia là tôi tự giám sát. Đúng. Đúng không ạ? Được thì có tiền để chi tiêu, còn không thì chắc Thất là phải thoát. thất thoát, đúng không ạ? Và thực thi có khi là nhờ luôn vợ hoặc là con để thực hiện, đúng Đúng. không ạ? Và thôi người nhà rồi, chả phải giải trình gì cả, Không phải báo cáo ai hết. không không phải báo cáo Đấy. ấy hết. Đấy. Tôi thấy tôi cũng có một số công ty gia đình đấy anh Long, nên là cái này khá là quen. Anh Long có thể giúp tôi là cũng là như vậy nhưng mà công ty đại chúng thì nó sẽ khác nhau như nào? Đầu tiên là chúng ta nhìn công ty gia đình như anh Tuấn nói là những công ty vừa và nhỏ. Vâng, Đấy. Ở Việt SME. Nam mình có rất nhiều công ty gia đình khổng lồ luôn. Vâng. Đấy. Những công ty gia đình khổng lồ mà họ thành lập từ cuối những năm 80, đầu những năm 90 ấy, họ cũng bị cái tình trạng như này. Vâng. Cũng là ông chủ là định hướng, nguồn lực thì bị giới hạn ở trong gia đình. Và nó không bùng lên được, nó không phát triển lên, mặc dù nó lớn nhưng nó thực sự để mà vươn vươn tầm thì bị giới hạn. Tự giám sát người trong gia đình và giải trình thấp thì công ty đại chúng nó ngược lại. Đúng không? Thì có nhiều công ty gia đình và sau này phát triển thành công ty đại chúng. Rồi. Đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là công ty đại chúng ấy, thì họ hoạt động theo một cơ chế gọi là có hội đồng quản trị. Đấy. Chúng ta sẽ thấy rằng là chủ tịch công ty gia đình ấy, thì người ta gọi là ông chủ. Nhưng chủ tịch công ty đại chúng thì gọi là chủ tịch hội đồng quản trị. Đấy. Như vậy thì cái người mà đội ngũ mà định hướng thì là hội đồng quản trị. Nếu như quản trị tốt ấy, thì vai trò hội đồng quản trị rất quan trọng. Đấy. Tại sao tôi nói là vai trò hội đồng quản trị rất quan trọng? Bởi vì nhiều khi ông chủ ấy, một ấy, là mình nhiều tuổi rồi. Hai là mình có nhiều cái kinh nghiệm mang tính cá nhân mà bây giờ thời đại mới nhiều khi chúng ta không theo kịp. Đấy. Và thứ ba là nhiều khi một cá nhân ra quyết định ấy. Đấy. Những công ty dạng như vậy gọi là one man firm, tức là công ty chỉ có một người ấy, nó rất dễ bị sai. Rồi. Đấy. Nhưng nếu như hội đồng quản trị mà cấu trúc vững mạnh ấy, thì nó sẽ giúp cho đúng là định hướng đúng đó. Đấy. Tàu con tàu đi hướng nào là tính đúng, đấy là cái ưu điểm của công ty đại chúng. Đấy. Thế còn nguồn lực thì có khả năng huy động một cách rộng rãi, nhất là những cái doanh nghiệp mà đại chúng mà niêm yết ở trên sàn ấy. Đấy. Thì còn tiếp cận vốn trên toàn cầu chứ không chỉ riêng Việt Nam, đúng không ạ? Giám sát là lúc này đã là đại chúng có nhiều cổ đông, chắc chắn là phải có giám sát độc lập rồi. Ok. Đấy. Từ bên ngoài, Đây, từ giám sát độc lập và có kiểm toán độc lập, đúng không kiểm anh? toán độc lập là Vâng. một phần thôi, cơ quan quản lý nhà nước giám sát, rồi các cái cơ quan của thị trường cũng giám sát. Rồi. Đấy, thì chúng ta thấy cái sự độc lập của nó.
Thế còn người thực thi thì phải tách ra. Chúng ta vừa thấy hai cái tam giác, cái trên cái dưới rồi. Cái người thực thi là phải có một cái ban giám đốc chuyên nghiệp. Tất nhiên nó có một cái sự trùng lắp, tức là một anh tổng giám đốc cũng có thể nằm trong hội đồng quản trị vân vân. Nhưng mà chúng ta đã từng có cái sự thay đổi rất lớn là từ sau cái hiệu lực của luật doanh nghiệp 2020. Trước đây thì Việt Nam mình là những công ty đại chúng niêm yết thì chủ tịch có thể kiêm tổng giám đốc, nhưng mà sau này chúng ta phải tôi nhớ là cái 2021 hay gì đó thì là sẽ bắt buộc phải chia tách hai vị trí này. Đây là cái ý tưởng của một anh là định hướng là giám sát là anh chủ tịch, còn anh mà thực thi và báo cáo giải trình là anh tổng giám đốc, hai cái đấy phải tách ra. Như vậy tôi hiểu là đây là hai cái mô hình quản lý, đúng, vâng, hai cái mô hình quản trị và nó hướng đến hai cái cấu trúc sở hữu khác nhau. Đúng rồi. Và cũng có thể rằng là tôi cũng đang quản trị một công ty gia đình cũng rất là tốt, nhưng mà đây định hướng chiến lược là ông chủ. Đôi khi tôi già mất rồi anh Long. Ví dụ thế. Đúng. Thì và tôi cũng thực thi người trong gia đình, tôi lại không muốn thực thi. Thì chúng ta cũng phải có thể nghĩ đến một cái hình thức, một cái cấu trúc quản trị khác. Đúng, đúng anh Long. Đúng. Đây quản trị công ty gia đình thôi. Chúng ta nhìn ví dụ như nhìn sang Hàn Quốc đi, anh Tuấn. Hàn Quốc thì các bạn mà xem phim Hàn Quốc nhiều ấy, thấy phim Hàn Quốc bao giờ có một gia đình gọi là gia tộc ấy. Đấy. Của các chế bôn đúng không? Đúng không? Của các tập đoàn gia lớn luôn. Nhưng mà bao giờ cũng có một hai anh làm nghệ sĩ, một hai chị làm nghệ sĩ. Đấy, bao giờ cũng thế. Thế thì bây giờ là lại giao cho cái bạn nghệ sĩ đấy để quản trị hay là thừa kế công ty thì chắc chắn là một là bạn ấy không muốn, đúng không? Hai là đương nhiên là làm khó khăn cho công ty rồi. Tôi thấy đọc trên báo thấy toàn những cái tin như là từ chối quyền thừa kế hàng tỷ đô hay là cái như vậy, đúng không anh Long? Cái đấy không đúng rồi, vì báo chí trong viết không đúng, vì họ không hiểu thôi. Những thành viên trong gia đình ví dụ như làm về chuyên môn như là công nghệ này, làm về nghệ thuật này, người ta không từ chối quyền thừa kế, người ta chỉ từ chối quyền quản trị thôi. Được rồi. Còn người ta vẫn sở hữu cái quyền thừa kế, sở hữu cổ phần. Đấy là một cái tài sản người ta. Đấy. Thì cái vấn đề lớn nhất ở đây đối với quản trị công ty gia đình ấy, đó là quản trị công ty gia đình phải gắn đến quản trị gia đình. Cái từ quản trị gia đình anh Tuấn còn nhớ là chúng ta đã từng đề cập khi nào không? Chúng ta đã khi mà chúng ta nói về các family office, đúng không anh Long? Đúng rồi. Đấy, các cái văn phòng mà quản lý cho gia tộc đấy. Đúng rồi. Đấy, khi nói cái nó, hai cái nó phải song hành với nhau. Rất đơn giản thôi. Nếu như anh Tuấn là ông chủ, anh Tuấn lập ra một công ty gia đình mà phát triển tốt. Đến bây giờ anh Tuấn muốn chuyển ra, đó, vì nhiều lý do lắm, nhiều tuổi rồi, hay. Thì chúng ta ví dụ như chúng ta có 3, 4, 5 người con đi, thế bây giờ chuyển giao cho ai, rồi lợi ích của các con như thế nào? Cái đấy là tôi thấy là một cái vấn đề rất là đau đầu ấy. Đôi khi chúng ta đau đầu vì không có tiền, nhưng đôi khi chúng ta đau đầu vì có quá nhiều tiền. Mà vấn đề lớn nhất ấy là trong những người con của chúng ta có người thì ở vị trí trưởng Việt Nam rất là thích ông trưởng phải làm những cái việc đấy. Đấy, khách hàng của tôi luôn. Nhưng mà ông trưởng thì lại bảo không, em không thích làm việc đấy, em thích đi làm những cái vấn đề về xã hội cơ. Thích làm từ thiện. Thích làm từ thiện, nhưng mà có những cái người mà lại là út. Đấy, thậm chí là Việt Nam thì rất là trọng nam khinh nữ. Cô đấy có thể là nữ. Đấy, thì lại sợ rằng là chuyển giao gia sản của cô ấy thì có thể lại về sau cầm cái gia sản đi nhà chồng. Đấy, thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam thì chúng ta đang trải qua một cái giai đoạn phát triển kinh tế và bây giờ chúng ta đang đối diện với cả cái việc chuyển giao tài sản rất nhiều, rất nhiều. Anh Long có thể nói qua về cái này được không? Vâng, như vậy chúng ta sẽ có mấy khả năng như thế này, anh Tuấn này. Một công ty gia đình bây giờ là giả sử như người gọi là ông chủ đấy, ông chủ và chủ là đến tuổi rồi, thì nó mấy khả năng. Một khả năng thứ nhất là vẫn tiếp tục duy trì công ty gia đình, nhưng muốn duy trì và chuyển giao được thì phải quản trị gia đình tốt. Ok. Đấy. Bởi vì quản trị là gì? Là để điều tiết lợi ích mà. Đấy. Ngay từ đầu cái định nghĩa quản trị điều tiết lợi ích thì phải quản trị gia đình tốt, thì phải điều tiết được lợi ích giữa các thành viên trong gia đình. Có những anh là chỉ có những anh có chị chỉ sở hữu cổ phần thôi, nhưng có những người mà giỏi và muốn làm thì giao cho để làm quản trị. Rồi. Đấy, mà những người đấy có thể là đứng vai trò là chủ tịch để mà kế thừa cái thế hệ. Đấy là khả năng thứ nhất. Khả năng thứ hai là đơn giản lắm, không có ai làm được, con cái không muốn làm, con cái sống trong điều kiện tốt rồi muốn sống ở nước ngoài vân vân, có rất nhiều các lý do anh Tuấn. Thì có khả năng thứ hai là bán toàn bộ công ty đi, cầm tiền và chia nó dễ. Đấy. Và rất nhiều những cái tình huống đã xảy ra như vậy rồi trên thị trường. Tức là anh Long đang muốn nói rằng là khi mà chúng ta chuyển giao cái công ty của chúng ta cho thế hệ sau thì chúng ta có hai khả năng. Không, ba khả năng. Ba khả năng. Đó. Một là chúng ta quản trị gia đình thật tốt. Đúng. Công ty gắn với quản trị gia đình gắn tốt vẫn duy trì được công ty. Rồi, thì cái này nó giống kiểu các cụ ngày xưa hay nói đấy. Tức là tu thân tề gia, tức là cái gia đình của chúng ta mà chúng ta
quản trị tốt thì chúng ta sẽ trị quốc bình thiên hạ, đúng không? Đúng đúng cái ý đấy đúng không? Chính rồi, cái trường hợp thứ hai đó là nếu như mà gia đình mà mọi người đều bận, không có hứng thú, ví dụ tôi nói rằng là ông bố thì xuất phát từ một cái nghề sản xuất rất là bụi bặm, nhưng mà cuối cùng là ông con thì từ bé đã được học trường quốc tế rồi và ông ấy sang Mỹ chẳng hạn, thì là bán cái công ty đi và cái quyền là chia cho các người con, ví dụ như vậy. Ở thị trường Việt Nam rất nhiều tình huống rồi. Thế còn trường hợp thứ ba? Trường hợp thứ ba đó là chuyển nó thành công ty đại chúng. Rồi, ok. Thì công ty đại chúng chúng ta có một cái cấu trúc quản trị nó bền vững. Ồ, cái phương án này hay anh Long. Tại vì như vậy là tôi cũng không phải bán đi. Đúng. Đúng không ạ? Mà công ty vẫn rất là tốt. Tôi thích cái phương án này đấy. Anh có thể chia sẻ về phương án này. Bởi vì sao đây? Chúng ta nhìn vào quản trị công ty gia đình nó có những cái đặc tính như thế này. Đấy, một là ông chủ biết hết mọi thứ, bây giờ ông chủ lớn rồi hoặc là ông chủ không cập nhật thì là sẽ phải có những cái hình thức khác. Mà thường xuyên là tao là bố mày thì tao luôn luôn đúng. Kiểu thế. Rồi. Tôi thấy cái chữ quản lý tuân lệnh nghe anh ạ. Vâng, những thành công trong quá khứ thì không dẫn đến là thành công trong tương lai, đúng không? Về nhà bây giờ chúng nó toàn nói về AI với cả blockchain, trong khi đó mình thì đang coi như là sản xuất nhựa các thứ thì rất là mệt. Con cái mà bây giờ thích blockchain với lại công nghệ làm sao một tiếng xưởng nhựa đầy mùi được, đúng không? Đấy là mà con cái là có tích lũy rồi, giàu thế hệ sau rồi. Đấy, chúng ta không còn làm được quan hệ huyết thống, có khi là mình đưa con mình lên ấy, nhưng mà nó một là nó không thích, hai là nó không có đủ năng lực, từ năng lực lãnh đạo đến năng lực chuyên môn ấy. Thì những cái người mà làm từ xưa đến nay theo mình làm với mình nhiều năm họ bất mãn, đúng không? Anh Tuấn nghĩ mà xem, tự dưng anh Long mà về sau mà già mà lại chuyển cho con anh Long mà đến nó bảo chú Tuấn đây chú làm ăn thế nào chứ cháu thấy chú giờ này hơi kém thì tôi cũng hơi mệt đấy. Bất mãn đúng thế, đúng không? Ok rồi đấy. Không phân biệt rõ giữa lợi ích của chủ sở hữu và công ty thì chúng ta phải nhiều khi là cái ông chủ ông thích cái này nhưng mà nó lại gây hại cho công ty không được, đúng không? Rồi kiểm soát kém là nó rất dễ mất tiền. Tại sao? Bởi vì cứ công ty gia đình xong rồi cứ bảo là cứ phải người gia đình nắm chốt chẳng hạn. Nếu người gia đình không có năng lực thì nắm chốt, mà chốt không được thì là tiền tự nó mất đấy. Đấy, chiến lược rồi vận hành rồi kế hoạch phát triển là đều không được. Đấy. Thế thì công ty đại chúng đây, chúng ta nhìn cái hai anh em phía trên này, là cổ đông và anh chủ nợ. Rồi. Tức là hai anh này đều cấp vốn đúng không? Đúng anh chủ nợ giống như ngân hàng. Đấy, nhà cung cấp cũng có thể gọi là ứng trước tiền, thì là hai anh liên quan đến cấp vốn. Thế còn hai anh phía dưới này, nhân viên và khách hàng này liên quan đến vận hành và kinh doanh thị trường. Một bên là trên là thị trường vốn này, thị trường kinh doanh này. Đấy, và xây ra một cái cơ chế hội đồng quản trị độc lập và đội ngũ quản lý tốt. Thế chúng ta nhìn sang Hàn Quốc đi, chúng ta thấy rằng là cái cơ chế của các chaebol là các công ty gia đình đấy. Nhưng mà công ty gia đình như Samsung chẳng hạn, có rất nhiều những cái tình huống như là chủ tịch Samsung thì nằm viện ngày xưa đấy, rồi ông con thì bị coi như là dính vào bê bối pháp lý, đúng không? Đến bây giờ ngày hôm qua tôi đọc trên báo thì vẫn còn đang gặp vấn đề đấy. Thế nhưng mà cái công ty nó vẫn rất là phát triển. Anh Long nói trường hợp của Hàn Quốc thì các bạn trẻ Hàn Quốc thì xem thì sẽ rất là thích. Tôi thì tôi nhìn luôn về Donald Trump. Ông có luôn một cái tổ chức là Trump Organization và ông con cả của người vợ cũ đúng không? Đang đứng đầu cái tổ chức đó và những người con khác có thể không tham gia vào cái công ty mà điều hành cái business của ông ấy, còn ông ấy sẽ tập trung 100% cho công việc làm tổng thống. Đúng không ạ? Đấy là một cái vừa quản trị gia đình mà vừa quản trị được. Thì ông ấy vừa tề ra rất là tốt rồi thì ông ấy sẽ trị được quốc. Tôi nghĩ là như vậy. Đây, chúng ta nhìn thấy các cái vòng tròn này là giải quyết tất cả lợi ích của các bên, tránh để xung đột thì con tàu nó mới đi đúng hướng. Nhưng anh Long, cái này thì tôi có một cái câu hỏi này. Anh khi mà nói đến đại chúng thì liệu tôi có phải IPO hay là cái gì không, hay là tôi có thể áp dụng mô hình quản trị công ty đại chúng vào cái doanh nghiệp cá nhân của tôi? Chúng ta có thể áp dụng cái đó vào công ty gia đình, nhưng mà trước tiên chúng ta phải quản trị gia đình đã. Sau đó sẽ áp dụng cái quản trị công ty đại chúng và quản trị công ty gia đình. Còn nếu không ấy thì chúng ta buộc phải IPO. IPO là để có tăng cái số lượng cổ đông trên kia. Đấy, từ số lượng ít lên trên 100 cổ đông theo định nghĩa của Việt Nam mình. Đấy, và chúng ta phải xây cái cơ chế quản trị để mà cho dù không có chúng ta thì công ty vẫn trường tồn. Chắc là đến 60 mấy tuổi là đi chơi thôi chứ còn. Đúng rồi. Tôi thấy rất là nhiều người vẫn đang còn rất là bận tâm và cuối cùng là xem là làm thêm tiền thì chia cho ai như thế nào. Mệt. Mà đôi khi ấy, cái vấn đề ấy, có một cái hiệu ứng tâm lý học về tiền, hôm nào rảnh chúng ta sẽ làm cái này anh Long này. Một người có 1.000 tỷ với cả một người có 1.001 tỷ, họ vẫn gọi là so kè với nhau, mặc dù là đều trên 1.000 tỷ. Đấy, cái vấn đề lớn nhất của tiền ấy, hôm trước anh có nói mà tôi rất là thích, đó là vấn đề về tâm lý nhiều hơn là toán học. Thế thì chúng ta nhìn ra thế giới, chúng ta biết SoftBank, Maya Oshii Sun,
Ông ấy có nói rằng là tôi mà xây dựng công ty này là 300 năm. Mà không vì con người nào sống 300 năm đâu anh Tuấn. Đúng À, rồi. sống 8, 9, chục năm, 100 tuổi nó kinh rồi. Thế làm sao mà xây dựng công ty của ông 300 năm? Thì phải có một cái cấu trúc mà cứ thế người vào để nó chặn. Đấy là lợi thế của công ty đại chúng. Nhưng công ty đại chúng xịn đấy nhá. Xịn tức là phải xây quản trị cho nó tốt. À, và nếu công ty gia đình không quản trị được gia đình và tiếp tục nối được cái truyền thống công ty gia đình, không có người kế cận, thì một trong cái giải pháp đó là chuyển thành công ty đại chúng. Còn nếu không thì bán đi thôi. Lúc mà công ty vẫn còn tốt, còn được giá, thì rất nhiều những doanh nghiệp ở Việt Nam mình đã bán rồi. Đấy. Và lấy tiền, đấy, lấy tiền dễ chia, đúng không anh Tuấn? Tất nhiên là chia không bao giờ dễ, Và nhưng chia mà chia thì có những cái phép mà rất là dễ là phép nhân này, phép cộng này, chứ còn phép chia và phép trừ là khó đấy. Ngày xưa tôi nói rằng là đi học toán từ thời phổ thông chúng ta học từ từ đạo hàm đến tích phân tất cả thứ, nhưng mà ra cuộc đời ấy, chỉ biết mỗi cộng trừ nhân chia thôi, Là đủ và đứa nào mà giỏi phép chia ấy đấy, ai mà giỏi phép chia là dễ người giỏi dễ thành nhất. công. Vâng, thì đấy tại sao, bởi vì nó là câu chuyện của lợi ích, đúng không? Đấy thì đây là quản trị công ty này, vai trò của đồng quản trị rất là quan trọng, định hướng, hướng dẫn, kiến thức chuyên môn, kiểm soát, kết nối, cân bằng rất nhiều thứ khác, để cuối cùng thì quản trị nó phải có đầy đủ tất cả những cái tính năng như này đối với công ty, kể cả quan hệ công chúng nữa, bởi vì đây là Không công hề ty đơn đại chúng. giản đúng không anh Long? Tôi nhìn thấy khả năng của hội đồng quản trị đưa quản trị rủi ro này, tuân thủ này, chuyên môn này, thị trường, quan hệ công chúng, quản lý nhân sự và tài chính, tức là cái hội đồng quản trị của chúng ta khá phải toàn vẹn. Thì đấy, trong một cái chương trình ngắn như thế này thì thực tế nó xuất phát từ các khách hàng. Đấy, khách hàng của anh Tuấn là có những ông chủ, bà chủ, đúng Đúng không? Đấy, bây giờ là sức ép về chuyển giao này, rồi có những ông chủ đã bán công ty thì bây giờ làm sao mà tái đầu tư này. rồi. Đấy, rồi thậm chí là còn nhờ cả chúng tôi đến để trao đổi với thế hệ sau. Đúng rồi. Đấy, phải nói chuyện với thế hệ sau. Chuyện rất là Đó. bình Và thường tại còn đánh vì giá xem là ai có khả năng, ai không khả năng nữa. Đúng rồi. Đấy. Ngay cả khách hàng của A3 thì chúng tôi cũng làm rất nhiều những doanh nghiệp dạng dạng như thế này. Và quy mô cũng khá lớn, doanh thu 7-8 ngàn đến 10 ngàn tỷ. Đấy, nhưng mà vẫn gặp vấn đề về câu chuyện là tiếp theo công ty phát triển như thế nào. Anh biết tại Đó. sao cái giải pháp này quan trọng anh Long? Tại vì thông thường ấy nó có một cái xu hướng tâm lý đó là của mình thì không muốn gọi là có người ngoài vào để tham gia, nên là phải quản trị gia đình thật là tốt để làm sao mà nó truyền từ đời này sang người kia, nhưng mà bối cảnh nó sẽ hoàn toàn khác nhau. Cái thứ hai là mọi người rất là sợ bán. Đấy, thế thì tôi nghĩ rằng là cái chuyển từ công ty gia đình sang quản trị theo công ty đại chúng sẽ là một cái xu hướng mà tôi nghĩ rằng là các cái công ty gia đình ở Việt Nam có thể tham khảo, và tôi nghĩ rằng là đây sẽ là một cái chìa khóa để có thể chuyển giao tài sản một cách giữa các thế hệ một cách rất là êm đẹp. Vâng, rất là cảm ơn anh Tuấn. Và cuối cùng nghĩ đến công ty của Việt Nam mình trường tồn 300 năm. Đó. Thế còn các bạn thì sao? Hãy để lại quan điểm ở trong clip này. Và chúng tôi rất mong là nhận được những cái góc nhìn từ phía tất cả mọi người. Thế còn quản trị, quản lý luôn là mục đích của bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào. Và xin hãy nhấn vào nút like, đăng ký kênh và xin hẹn gặp lại. Rủi ro từ những biến động thị trường, thay đổi chính sách có tác động lớn đến xu hướng tăng trưởng của thị trường tài chính. Làm sao để dự báo được những rủi ro này? Phân tích kinh tế vĩ mô ứng dụng trong đầu tư MAI là chương trình đào tạo giúp bạn nhận diện sớm những yếu tố tác động đến thị trường và thực hành dự báo qua công cụ thống kê và phân tích dữ liệu toàn diện. Để tìm hiểu thêm thông tin, anh chị vui lòng truy cập đường link dưới phần mô tả hoặc hotline Zalo 0942386611. Tìm hiểu thêm thông tin tại afa.edu.vn hoặc hotline 0942386611.